Ok. Và mình quay một số cảnh cho các bạn xem đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây rồi, xin gặp và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Và mọi người sẽ có về cái video về cái tòa nhà hành chính, mình sẽ đi quay xung quanh cái cảnh tòa nhà hành chính cho các bạn xem nha. Rồi xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn sau.